Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay á, Mạnh sẽ đi giới thiệu cho mọi người một căn nhà phố một trệt hai lầu, là một căn bìa nha mọi người, một căn bìa đường. Thì căn này á, là cũng giống như một căn góc vậy đó, nhưng mà thay vì á, là mình sẽ có tuyến đường lớn bên hông nhà thì là sẽ có một cái tuyến đường đi bộ như vậy nè. Ở xung quanh nhà của mình á, sẽ có những cái hàng cây, những cái cây hoa ở đây thì được là chủ đầu tư chăm sóc nha mọi người. Thì bên hông của nhà của mình nó sẽ có những ô cửa kính như vậy nè ha. Còn thường là những căn mà ở giữa thì nó sẽ không có những ô cửa kính thoáng bên hông như vậy đâu. Cái mặt hông sẽ là full tường luôn. Nhưng mà với những căn nhà phố mà nằm bên cạnh những tuyến đường đi bộ hoặc là những bên cạnh những cái bìa công viên á thì nó sẽ có những ô cửa kính lớn, những ô cửa sổ lớn để cho mình mở ra mình lấy gió cũng như là lấy ánh sáng vào trong nhà nha mọi người. Thì đặc biệt là những căn mà bìa đường, những căn ngay bìa công viên á thì giá thì lúc nào nó cũng sẽ nhỉnh hơn những căn bên trong. Nhưng mà đổi lại á, mình có một cái vị trí đẹp, một cái nơi sinh sống phải nói là rất là chất lượng nha mọi người. Tại vì số lượng những căn như vậy không có nhiều. Kèm với đó là mình có một cái nhà nó có ô cửa rất là thoáng cũng như là gió rất là mát nha mọi người. Và căn này nữa, mọi người nhìn nè, đây là cái trục đường lớn nha. Đây là cái trục đường 16 mét. Trục đường 16 mét là một trong những trục đường lớn tại nội khu của khu Aquaria nha mọi người. Ngoài những trục đường chính 22 mét ra thì những cái dãy mà cho những khu dân cư á, thì là trục đường 16 mét là trục đường lớn nhất ha. Và mình sẽ có một cái vỉa hè lớn để mình thoải mái mình đậu ô tô ha. Một cái vỉa hè rất là lớn để thoải mái đậu ô tô. Và cái tuyến đường này sẽ có cái hàng cây ven đường, nó cũng khác những cái tuyến đường khác nữa mọi người. Mọi người nhìn ha. Những cái tuyến đường 16 mét thì sẽ được trồng những cái cây rất là lớn. Cây này sẽ sau này nó lớn lên, cái tán nó sẽ rất là to và rất là mát nha mọi người. Khác với những trục đường 12 mét thì trồng những cái giống hoa đào thì là nó sẽ không có to, kèm với đó là lá nó không có nhiều. Tới lúc cái mùa mà nó ra hoa, nó rụng lá thì làm cho cái khu của mình nó không còn xanh như vậy nữa. Còn cái trục đường 16 mét thì lúc nào nó cũng xanh tươi. Và căn này mọi người nhìn ha. Cái căn bìa này một người, cái dãy của nó chỉ có hai căn thôi nha mọi người. Đó, có hai căn thôi. Một căn này là căn góc nè, một căn kế bên căn bìa đường này á thì là nằm ngay cái đường đi bộ nhỏ. Vậy thành ra là cái căn nhà của mình rất là thoáng. Thoáng từ phía sau, tại vì phía sau của nó là một căn biệt thự song lập nữa nên thành ra là rất là thoáng. Và mình đi qua đây một đoạn thôi mọi người, đi ra đây một đoạn thôi là tới kênh đào nha mọi người. Đi một đoạn thôi là tới đường kênh đào rồi. Thì căn này nằm trên đường H11. Đây mọi người, trục đường lớn ha. Bên này là kênh đào nè mọi người. Còn phía bên này nữa, đây, tuyến đường kênh đào. Ồ, kênh đào chỗ này rất là đẹp luôn. Kênh đào của này thông thẳng vào bên trong kia chính là khu Còng Bao The Awa 2 nha mọi người. Bên trong đó rất là đẹp mọi người. Từ cái căn nhà của mình nó xuống đây đi bộ vài bước thôi là đã tới cái kênh đào rồi. Mình rất dễ dàng thuận tiện để mình đi dạo phố cũng như là mình đi tập thể dục nha. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh vô trong xem thiết kế cũng như cái xem cái view của nó nha mọi người. Thì căn này cũng như mọi căn khác thôi. Căn này hiện tại là bàn giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong nha. Căn này thì ngang 6, dài 15 nha mọi người. Chừa trước 5 mét và chừa sau là 2 mét sân vườn. Rồi hãy cùng Mạnh lên trên nha. Thì những căn nhà phố thì Mạnh cũng giới thiệu nhiều rồi. Thì bên trong nó sẽ là bàn giao thô nên không có gì để mình nói nhiều, mình sẽ đi sơ cho mọi người xem cùng kèm với đó là nhìn cái view của căn nhà này nha. Thì đó, đầu tiên thì đương nhiên rồi, phía bên hông nhà sẽ có những cái ô cửa kính, những ô cửa kính như vậy thì những căn thường chắc chắn là sẽ không có ha. Rồi đi một vòng rồi bạn sẽ đi lên lầu cho mọi người xem, quan trọng là cái view thôi mọi người. Căn một trệt hai lầu á mọi người, thì mình sẽ có thêm một cái sân thượng phía sau nhỏ nhỏ. Đây là cái ban công đầu tiên này, cái ban công tầng 1 này. Đây, để mình ra cho mọi người xem cái view. Căn này là hướng nam nha mọi người, cửa chính hướng nam nha. Đó, cửa chính hướng nam, nhìn qua đây là hướng đông, nhìn về phía kênh đào là hướng đông nha. Nhìn xéo xéo qua đó sẽ là hướng đông đó, phía kênh đào. Rồi hãy cùng Mạnh lên trên. Đây, đi lên trên sẽ có thêm một cái ban công lớn kèm với lại một cái sân thượng phía sau ha. Thì toàn bộ những căn nhà phố và biệt thự song lập ở khu thị Waterboy á là bên
bên Nam Long đã bán hết từ lâu rồi nha mọi người. Bây giờ chỉ còn hàng chuyển nhượng lại thôi à. Đây, những căn này đang có vị trí rất là đẹp. Đây chính là view từ tầng 2 nha mọi người. View từ tầng 2. Rồi, mọi người có thể đi một vòng đi ha. Đi một vòng xem. Rồi, đi từ từ thôi. Rồi, mình đi lên trên qua phía sau lưng đi. Rồi, còn đây chính là cái sân thượng phía sau của căn nhà phố của mình nha mọi người. Đây này cũng khá rộng ha, cũng khá rộng á. Rồi, mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái độ rộng của nó. Đây mọi người, đó, rất là thoáng. Và phía sau lưng nhà của mình nha, phía sau lưng của căn nhà phố này á thì là sẽ một căn biệt thự song lập. Nên phía sau của nhà mình sẽ rất là thoáng, thay vì những căn khác. Phía sau lưng nhà là những căn nhà phố liền kề với nhau luôn, nên thành ra là cái độ thông thoáng á thì nó sẽ không có nhiều. Nhưng mà với căn này, căn nhà phố này, phía sau lưng của nó là một căn biệt thự song lập, kèm với đó là một cái tuyến đường đi bộ này ha. Một tuyến đường đi bộ ở đây rất là dài và rất là đẹp, nó thông thẳng ra luôn mọi người. Cái tuyến đường đi bộ rất là dài luôn á. Rồi mọi người đi qua đây nè, đi qua phía bên này đi ha. Từ sân thượng mình nhìn vô góc xéo xéo bên này, mình vẫn nhìn thấy cái kênh đào luôn nha. Nhìn thẳng xuống trực diện xuống phía dưới chính là bờ kênh đào luôn nha. Đó, xa xa là kênh đào đó mọi người. Rồi, thì đến đây thì Mạnh cũng xin phép được kết thúc video nha. Căn này hiện tại đang có mức giá là 4 tỷ rưỡi nha mọi người. 4 tỷ rưỡi cho căn biệt thự xong, căn nhà phố một trệt hai lầu này nha mọi người ơi. Bạn mới review xong căn biệt thự song lập nên bị liệu. Căn này có giá là 4 tỷ rưỡi nha mọi người. Nếu như mọi người có quan tâm đến căn này thì hãy liên hệ trực tiếp với bạn để biết thêm chi tiết nha. Rồi, xin hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.